chào cô chú anh chị và các bạn. Đây tới điểm Hỏa Diều rồi nè. Có người đưa luôn em ơi. Anh chạy xe nè, đưa. À, rất là đông nha. Đưa ba xe đâu mà nó thiệt á. Đó. Gửi xe nè, đây đi bộ vô cô chú anh chị và các bạn. Đó, gửi xe cầm bản gửi xe luôn ha. Đó, gửi xe cầm bản gửi xe luôn nè cô chú anh chị. Rất là đông ha. Người đi vô mình được luôn nha. Rồi cầm bản gửi xe luôn nha. Quá đông rồi. Chào cô chú anh chị và các bạn, đi tới điểm Hỏa Diều nè cô chú anh chị và các bạn nè, người ta rất là đông ha. Rồi người ta đông lắm luôn nè. À, điểm thi Hỏa Diều nha cô chú anh chị và các bạn. Rất là đông luôn ha. Đây coi người ta đi nè. Đó. Rất đông luôn. À, diều đủ màu sắc à, cô chú anh chị và các bạn, rất là đông người nha. Đi Hỏa Diều ở đồng nha cô chú anh chị và các bạn. Đi Hỏa Diều ha. Đồng ngon. Rồi đông rồi, kẹt kẹt rồi. Rất là đông cô chú anh chị và các bạn, không? Chào cô chú anh chị nè, tình còn người đi coi thi Hỏa Diều nha cô chú anh chị và các bạn. À, rất là đông ha. À, tới đây không cho xe vô được nữa cô chú anh chị và các bạn. Đây mấy chú công an chặn xe lại hết rồi, để đi bộ thôi nhé. Ồ, rất là đông luôn. Đây cô chú anh chị đó, giờ bắt đầu ta đi tới điểm Hỏa Diều này cô chú anh chị nhé các bạn, không? Rất là nhiều diều ha. Ở giữa cánh đồng thôi cô chú anh chị đó, những đoàn người đi tấp nập luôn ha. Chào chú anh chị và các bạn, đây tới điểm Hỏa Diều này cô chú anh chị và các bạn, đó những quán xá người ta để ghế nhựa dưới ruộng luôn ha cô chú anh chị và các bạn, đó đó cô chú anh chị thấy không, đây rất là nhiều loại diều luôn ha. Đó, có con diều rồng nữa cô chú anh chị đó. À, đây là rất đông là cái chốn chạy các bạn, đông lắm luôn ha, đang rất nhiều nè, đó, nhiều người to quá thì to nè. Bạn diều này là con bọ dừa nè, đó con bọ ăn coi bọ cánh cứng á, bọ dừa á không, con bù xè á. Dâu ơi mày dâu ơi, con mù xè con nào con dâu gì? Đây bảy chú lùn. Ồ bảy bạch tiết bảy chú lùn nha, mà sao này có 5 chú vậy, có 6 chú vậy? Đó. Đó. À bà lu. Con bà lu gì, con gì đó ông, con dứa. Sứa. Đó là con sứa ha. Ồ, quá trời kiểu mẫu luôn cô chú anh chị và các bạn. Đông lắm luôn à. Ồ, quá trời luôn.
Bluki á. À. Ủa sao đó nó không lên nổi hả? Nó ăn thử mà. Đó, rất là nhiều cái con diều bự luôn, to luôn cái chú anh chị và các bạn. Năm giờ phải không? Ồ, đông quá cô chú anh chị và các bạn. Nó đi dài. Đó. Đông lắm rồi cô chú anh chị và các bạn ơi. Chào cô chú anh chị, giờ hiện tại mình đang đứng ở cánh đồng thả diều của huyện Ba Tri nha cô chú anh chị và các bạn. Đây. À, rất là đông người tới đây dự lễ hội thả diều nha cô chú anh chị và các bạn. Nguyên cánh đồng lúa luôn. Mùa này mùa khô á, cái gió nó cũng êm á cô chú anh chị. Người ta tổ chức thi thả diều đây nè cô chú anh chị. Rất là đông ha. Rất là nhiều luôn, nhiều dừa con diều nè. Không biết bao nhiêu mà con ở trên đầu mình nữa nè. Đó. Quá trời diều đủ màu sắc luôn cô chú anh chị và các bạn. Bạch tuộc rồi nhiều thứ lắm luôn. Cá mập, cá dâu rồi người ta thả diều nè, cô chú anh chị thấy không? Rất là đông luôn. Đó, đông đặc nghẹt luôn cô chú anh chị nè, coi người nè. Rồi, một lễ hội thả diều ha cô chú anh chị. Đó, thấy con diều nó to dữ không? Đó, đông người ta luôn. Đó, cánh đồng lúa cô chú anh chị. Mùa này mùa gặt xong rồi nó khô quá. Đó, rồi người ta thả diều ha. Đây con diều con rít người ta đã hạ xuống này cô chú anh chị. Đó diều con rít cô chú anh chị thấy không, nó dài với mấy chục mét luôn nè. Đó rất nhiều loại diều luôn cô chú anh chị và các bạn. Rồi giờ người ta bắt đầu tới đông lắm luôn, còn kéo đến đây để vui chơi nó thả diều nè cô chú anh chị và các bạn. Đó, diều đủ màu sắc này cũng rít nha, rất là nhiều luôn ha. Mình 5 giờ người ta mới tổ chức thả diều hay sao cô chú chị vậy các bạn, mình có không rành nữa. Đó, quá trời luôn ha. Đó, nào đủ màu sắc luôn, rực rỡ luôn cô chú anh chị vậy các bạn. Đó, cánh đồng thả diều ha. Trẻ em lại đây nhiều lắm. Đó, thả nè. Ồ, trên bầu trời không biết bao nhiêu con diều luôn cô chú anh chị và các bạn. Ồ, cá mập, mực, bạch tuộc gì nó bay trên bầu trời nè cô chú anh chị. Ồ. Đó, bên đó nó, cái bên đó là nó đang chuẩn bị thử diều cô chú anh chị. Đó con diều lớn luôn kìa. Đó cô chú anh chị thấy hai con diều, một con diều con bọ cánh cứng nè, với một con diều là con sứa, hình con sứa cô chú anh chị và các bạn, mà nó bự nó to lắm, người ta chuẩn bị thả lên kìa. Đó con diều này thả hồi nãy giờ ha. Đó, rất đẹp, đẹp quá đi chứ. Ồ, quá chừng luôn á. Này, cá mập, nhiều cá mập nè cô chú anh chị. Ồ, wow, ô trên đầu mình luôn á, ngước vào lên đầu luôn á. Quá chừng rồi, quá đẹp mà cô chú anh chị. Trời ơi, quá trời người ta luôn. Đây con diều con rít nè. Đó con rít nó bay lên trên nè. Ồ nó dài, ơi là dài luôn cô chú anh chị. Đó,
quá trời đông. Đây nè, người ta mà tới quá trời đông, nghẹt người ta luôn á, mấy ngàn người luôn á, có chú anh chị vậy các bạn. Rất đẹp ha. Đó, đủ thứ loại diều luôn các chú anh chị và bạn ha. Đó. Trên bầu trời hàng ngàn con diều. Ôi, sao nó xuống này kìa. À, nó hạ xuống rồi các chú anh chị ơi, hạ nguyên luôn. Rồi rồi, chứ sao nó đá xuống dưới hết trơn rồi. Ờ, dướng dây rồi, dướng dây rồi kìa chú anh chị, dướng với nhau á. Dướng dây nhau nó hạ xuống hết trơn rồi coi. Rồi. Dướng dây nhau á, hạ gần quá dướng nhau à. Rồi lên lại này cô chú anh chị, gió lên lại ha. Ồ, nó dướng quá chừng dướng mấy con luôn rồi. Người ta đang ấy nè. Nó dướng dây nhau á cô chú anh chị, nó hạ xuống rồi. Rồi vậy quá chừng nó dướng rồi sao được. Có mấy sao con diều nó bay hay quá chừng các anh chị. Quá cao luôn, quá đẹp. Đủ màu sắc luôn các chú anh chị các bạn. Rất đẹp ha. Con rít, diều con rít nó dài quá chừng cô chú. Còn mấy diều nhỏ nhỏ, thôi hàng ngàn con luôn cô chú anh chị. Ngàn con diều luôn đó, ơi kìa nhỏ to vậy. Con diều sáo, nó bay lên nó kêu e e cô chú chị. Diều này nó kêu nè, diều sáo nó kêu. Quá trời đông người luôn cô chú anh chị và các bạn, rất là đông ha, quá trời đông rồi. Rồi con diều này bảy chú lượng là cô chú anh chị và các bạn, 5-6 người để điều khiển đó cô chú anh chị và các bạn. Đó, chứ không phải là nó mạnh lắm đó cô chú anh chị và các bạn. Đó.
kiện xe máy vũ trụ đó, quảng cáo luôn rồi chú chị. Đó, khủng long, khủng long bay. Rồi hạ bãi chú lùn xuống rồi, cô chú chị và bạn, bãi chú lùn nằm ấp mặt xuống đất luôn à. Đó. Ồ. Rồi. Đó, khủng long bay luôn. Đó, hạ thấy không? Bảy chú lùn nằm ấp mặt xuống đất rồi của chú chị. Mấy dừa này to lắm các chú chị và bạn, à dừa to ha. Đây, bãi chú lùn ha. Bãi chú lùn mà ấp mặt xuống đất này nè các chú chị và bạn. Đó. Mấy con diều này to nhất là cái chú chị các bạn. Đuôi dài lắm mày ơi, đùa cái đuôi nít dài nè mày ơi. Lên lại hả? Anh ơi, trời ơi, cho em con diều đó anh ơi. Không chạm em ấy. To nghe con. Nó đường vô đó. Con diều này to lắm cô chú anh chị và bạn, rồi phải ê cấp phải 5-7 người, 10 người cô chú anh chị và bạn. Đó, cái cuộn dây nó thấy ghê không? Thank you.
Vô rồi. Ta tới đông lắm rồi cô chú anh chị các bạn. Bây giờ mát thì ta tới đông dữ lắm luôn rồi. Rồi mấy bãi chu lùm lên tiếp luôn. Cho bỏ mấy bãi chu lùm lên này cô chú anh chị các bạn. Chú lùng thả là mà chưa được, chưa lên được ha. Rồi, chuẩn bị lên được rồi đó. Kem sửa đặc biệt ơn.
giờ đưa tiếp tục lên bãi chú lùng lên mới đưa được có hai chú à, có chú chạy ra khỏe. Rồi đưa bãi chú lùng lên tiếp à, mới đưa được có ba chú à. Rồi chú thứ ba ha. Em thả diều là cũng xả cả chục người á, cô chú chị các bạn. Bảy chú lùng mà có sáu chú à? Bảy chú lùng có sáu chú à? Thiếu chú rồi. Video đến đây đã kết thúc rồi cô chú chị các bạn. Cô chú chị và bạn xem video nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mình nhé. Cảm ơn cô chú chị các bạn rất nhiều nha.